quý khán giả đài truyền hình SBTN, lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2011, lễ dỗ bách nhật du ca Nguyễn Đức Quang được đoàn du ca Bacali tổ chức tại rạp Le Petit Trianon. Đoàn du ca được thành lập năm 1966 bởi huynh trưởng Nguyễn Du Ca và một số người khác. Lúc ấy đất nước đang lâm vào tình trạng rất là đau buồn, vấn đề phức tạp vì nhiều khía cạnh, đặc biệt là những ý thức và vấn đề yêu nước. Do đó một số người thanh niên như Nguyễn Đức Quang lúc đó 22 tuổi đã viết những ca khúc về quê hương, dân tộc và tình người. Người thanh niên ấy lúc ấy viết những bài hát như bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, quê hương tôi, anh em tôi hy vọng đã vươn lên, gây lên một làn sóng toàn thể nước Việt Nam Cộng Hòa từ vị trí 17 với thứ 15, 27 tỉnh thành trong vòng một năm đã thành lập tất cả các đoàn du ca đáp ứng đúng nguyện vọng của thanh thiếu niên thời ấy. Nhân dịp ngày dỗ 100 ngày Nguyễn Đức Quang, anh em đoàn du ca Bacali cùng với phong trào du ca Việt Nam tổ chức tưởng niệm anh và đồng thời nuôi dưỡng lại và phát huy cái truyền thống tốt đẹp đó, là vì chúng ta vẫn luôn luôn tha thiết với quê hương và đất mẹ. Dịp này, ban tổ chức đã giới thiệu lịch sử phong trào du ca Việt Nam với hai sáng lập viên là Nguyễn Đức Quang và Đinh Gia Lập, thành lập từ năm 1966, cùng lúc với phong trào làm công tác xã hội của sinh viên học sinh. Thanh niên Việt Nam, chúng tôi nguyện tiếp tục bước theo anh và tiếp tục hát với anh. Trước 75, phong trào du ca đã có tác dụng sâu rộng với giới trẻ trong trường học, ngoài sân cỏ, trong các đoàn thể, hướng đạo, thanh sinh công, gia đình Phật tử và trong các tỉnh thành miền Nam. Khoảng 200 khách đã tham dự. Sau nghi thức khai mạc, chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1, dòng nhạc Nguyễn Đức Quang. Phần 2, tưởng niệm các huynh trưởng du ca Trần Đình Quân, Trầm Tử Thiên, Ngô Mạnh Thu, Lý Văn Chương, Giang Châu và các sáng tác của các du ca kể trên. Chúng tôi không nghĩ là quý vị đến đây chỉ để chia buồn về sự mất mát ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Chính sự nhiều quý vị đã làm nhân lên những tình cảm quý vị đã dành cho người nhạc sĩ tài hoa này, những tình cảm rất đặc biệt, một trong những người đóng góp phần lớn những sáng tác của mình cho quê hương đất nước. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn. Và kết thúc với liên khúc Đường Việt Nam, Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Quang. Chương trình kết thúc sau 4 giờ chiều cùng ngày, nghi lễ tưởng niệm từ San Jose.